Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 11. Chúng ta sang bài số 22 của chủ đề 6, thực hành cập nhật bản dữ liệu có tham chiếu. Học bài học này chúng ta sẽ biết cách nhập cái dữ liệu cho các cái bảng mà có trường khóa ngồi nha. Trong các bài thực hành trước, chúng ta đã hoàn thành tạo ra cái cơ sở dữ liệu My Music cùng với các cái bảng của nó. Và chúng ta cũng đã cập nhật hai cái bảng trong cơ sở dữ liệu này, đó là bảng nhạc sĩ và bảng ca sĩ. Bài thực hành này chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái phần mềm HeySQL để cập nhật cho hai cái bảng còn lại của cơ sở dữ liệu My Music, đó là bảng bản nhạc và bảng bản thu âm ha. Hai cái bảng này nó có cái đặc biệt là nó có cái khóa ngồi trong đó. Thì cái cách cập nhật dữ liệu vào các cái bảng có khóa ngồi nó có gì khác so với các cái bảng mà không có khóa ngồi hay không? Thì bài thực hành này chúng ta làm chúng ta sẽ biết ha. Chúng ta đi vào bài thực hành. Nhiệm vụ thứ nhất, cập nhật bảng bản nhạc. A thêm mới dữ liệu vào bảng bản nhạc. Khi chúng ta mới tạo bảng thì chúng ta sẽ có được cái tên bảng và các cái tên trường của bảng đây ha. Còn nội dung trong này hay là cái dữ liệu của bảng thì chưa có gì cả. Còn đây là cái bảng nhạc sĩ chúng ta đã tạo trong cái bài học trước và chúng ta cũng đã cập nhật dữ liệu vào cái bảng nhạc sĩ. Như vậy bảng nhạc sĩ là nó có dữ liệu rồi. Quan hệ giữa hai bảng này là quan hệ tham chiếu khóa ngồi khóa chính ha. Thì cái cách nhập dữ liệu cho cái bảng bản nhạc này chúng ta cũng làm tương tự như cái bảng nhạc sĩ đây ha. Với các cái trường ID bản nhạc và tên bản nhạc chúng ta cũng nhập vào dữ liệu bình thường như thế này. Riêng cái trường ID nhạc sĩ này, đây là cái trường khóa ngồi và nó tham chiếu đến cái bản nhạc sĩ. Do đó cái giá trị trong cái trường này chúng ta sẽ lấy từ cái bản nhạc sĩ nha. Cái bản nhạc Du kích sông Thao này của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận có cái ID nhạc sĩ là 1. Như vậy chúng ta sẽ lấy cái giá trị 1 từ cái bản nhạc sĩ, trường ID nhạc sĩ đây. Chúng ta đưa sang cái trường ID nhạc sĩ của cái bản bản nhạc cho cái bản nhạc Du kích sông Thao đây ha. Thì đây là cách chúng ta nhập dữ liệu cho cái trường khóa ngồi của cái bảng bản nhạc. Để thêm mới dữ liệu vào bảng bản nhạc thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào cái cơ sở dữ liệu My Music đây ha. Chọn cái bảng bản nhạc. Sau đó vào cái thẻ dữ liệu của bảng bản nhạc. Đây ha. Chúng ta thấy là trong cái bảng bản nhạc nó có 3 trường đây. Có tên trường nhưng mà chưa có dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ thêm mới dữ liệu cho cái bảng này nha. Để thêm mới dữ liệu vào bảng, chúng ta sẽ chọn cái nút lệnh chèn hàng đây ha. Với cái trường đầu tiên ID bản nhạc, trường này chúng ta khai báo kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên int và có thuộc tính auto increment. Do đó cái dữ liệu trong trường này nó sẽ tự động điền vào, chúng ta không cần phải điền nha. Nhưng mà nếu muốn chúng ta có thể tự điền vào cũng được, không sao cả ha. Chúng ta bắt đầu với cái trường tên bản nhạc nha. Bản nhạc đầu tiên có tên là Du kích sông Thao ha. Với cái trường ID nhạc sĩ thì đây là cái trường khóa ngồi của bảng, nó tham chiếu đến cái trường ID nhạc sĩ của bảng nhạc sĩ. Do đó chúng ta sẽ chọn cái giá trị từ cái bảng nhạc sĩ nha. Chúng ta nháy chọn vào cái ô này. Chúng ta thấy hiển thị cái dấu mũi tên đây, chúng ta chọn cái dấu mũi tên đây ha. Và chúng ta sẽ chọn cái ID nhạc sĩ trong cái danh sách này. Đây là những cái giá trị nó có trong bảng nhạc sĩ nha. Bản nhạc Du kích sông Thao là của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, có cái ID là 1 nha. Đây ha. Rồi, tiếp tục với cái bản nhạc thứ hai. Khi mà chúng ta chọn cái giá trị như thế này thì giá trị mà chúng ta đưa vào bảng nó sẽ được nhất quán, nó không bị sai. Do đó chúng ta nên chọn cái giá trị như thế này chứ không phải nhập vào nha. Thank you.
Sửa chữa cập nhật dữ liệu trong bảng bản nhạc thì chúng ta sẽ làm như sau. Với cái trường ID bản nhạc trường này chúng ta cũng có thể thay đổi sửa chữa được nha. Ví dụ ở đây cái ID chúng ta không muốn để là 8, chúng ta đổi lại thành 9 chẳng hạn. Nhưng mà lưu ý là các cái giá trị trong cái trường này là không được trùng lặp nha. Ví dụ ở đây chúng ta đổi lại là thành 7 ha. Rồi, chúng ta thấy nó báo lỗi đây nha, duplicate entry, tức là nó bị trùng lặp ha. Với cái trường tên bản nhạc, nếu chúng ta nhập sai, chúng ta có thể nhập lại ha, hoặc là chỉnh sửa tùy ý, chúng ta nháy chuột vào và sau đó là chỉnh sửa nha. Còn cái trường ID nhạc sĩ, nếu chúng ta chọn sai thì chúng ta chọn lại. Ví dụ ở đây là nhạc sĩ có ID bằng 4, chúng ta nhập sai là nhạc sĩ có ID bằng 6, chúng ta có thể chỉnh sửa lại ha. Chúng ta chọn lại. Thì đây là cách chúng ta cập nhật hay là sửa chữa các cái dữ liệu trong bảng bản nhạc. Xóa dữ liệu trong bảng bản nhạc thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chọn cái hàng cần xóa nha. Có thể là một hàng hoặc là nhiều hàng. Nếu chọn nhiều hàng thì chúng ta sẽ nháy chọn một hàng, sau đó giữ phím Shift và tiếp tục chọn các hàng tiếp theo. Như thế này ha. Đây là cách chọn nhiều hàng trong bảng. Còn chọn một hàng thì chúng ta chỉ cần nháy chuột vào hàng đó thôi ha. Đây. Sau đó nháy chuột phải và chọn xóa hàng đây ha. Còn không thì chúng ta sử dụng cái nút lệnh xóa hàng đây cũng được nha. Đây cũng là cái nút lệnh xóa hàng. Chúng ta sẽ xác nhận lại ở đây ha. Rồi, như vậy chúng ta thấy cái hàng có cái ID là 2 đã bị xóa khỏi cái bảng. Xóa dữ liệu trong bảng nhạc sĩ. Chúng ta biết là cái bảng bản nhạc và cái bảng nhạc sĩ là nó có cái mối quan hệ tham chiếu khóa ngồi khóa chính nha. Khóa ngồi của bảng bản nhạc nó tham chiếu đến khóa chính của bảng nhạc sĩ. Do đó khi mà chúng ta xóa dữ liệu trong cái bảng nhạc sĩ này thì chúng ta phải lưu ý. Ví dụ chúng ta muốn xóa cái dòng số 2 nhạc sĩ Văn Cao có cái mã định danh là số 2, thì chúng ta biết là cái mã định danh này nó có trong cái bảng bản nhạc đây ha. Đây. Như vậy nếu chúng ta xóa cái dòng này thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái dòng này. Do đó khi chúng ta xóa, phần mềm nó sẽ báo lỗi và nó không cho chúng ta thực hiện xóa cái dòng này nha. Như vậy để xóa được cái dòng này của cái bảng nhạc sĩ thì trước hết chúng ta phải xóa hai cái dòng mà có cái giá trị được tham chiếu, hai dòng này đây ha. Chúng ta xóa hai dòng này trong cái bảng bản nhạc trước thì sau đó chúng ta mới xóa được cái dòng này trong cái bảng nhạc sĩ nha. Cách xóa dữ liệu trong cái bảng có tham chiếu chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào cái bảng nhạc sĩ, bảng này là bảng có tham chiếu nha. Chúng ta sẽ thử xóa dòng số 2, nhạc sĩ Văn Cao có cái ID bằng 2. Cách xóa là chúng ta sẽ nháy chuột phải vào cái dòng và sau đó chọn xóa hàng ở đây ha. Tuy nhiên chúng ta biết là cái bảng này nó có tham chiếu, do đó trước khi xóa thì chúng ta sẽ kiểm tra các cái giá trị tham chiếu ở các bảng mà tham chiếu đến bảng nhạc sĩ trước để nha. Chúng ta sẽ kiểm tra cái ID bằng 2 của nhạc sĩ Văn Cao trong cái bảng bản nhạc đây ha. Đây, ID bằng 2, dòng này và dòng này. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện xóa cái dòng số 2 này, nhưng mà chúng ta chưa đụng gì đến cái bảng mà tham chiếu nha. Chúng ta thực hiện xóa thử ha. Rồi, chúng ta thấy là phần mềm nó báo lỗi cannot delete, tức là không thể xóa được, bởi vì nó còn có giá trị tham chiếu, do đó nó không thể thực hiện xóa được ha. Chúng ta qua cái bảng bản nhạc, chúng ta sẽ thực hiện xóa tất cả các dòng mà có cái giá trị tham chiếu ở đó nha. Dòng này ha. Và dòng này. Rồi, kiểm tra lại chúng ta thấy là cái ID bằng 2 nó không còn ở đây nữa ha. Chúng ta quay lại cái bảng nhạc sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện xóa cái dữ liệu dòng số 2 của nhạc sĩ Văn Cao có ID bằng 2 đây ha. Rồi, chúng ta đã xóa thành công. Như vậy, cách xóa cái dữ liệu trong bảng có tham chiếu là trước hết chúng ta phải xóa những dữ liệu mà tham chiếu trước để nha. Rồi sau đó chúng ta mới thực hiện xóa dữ liệu của cái bảng mà có tham chiếu ha. Truy xuất dữ liệu trong bảng bản nhạc. Để truy xuất dữ liệu trong bảng thì chúng ta sẽ vào bảng nha. Chúng ta chọn bảng bản nhạc và vào thẻ dữ liệu.
Đây ha, đây là dữ liệu có trong cái bảng bản nhạc. Chúng ta muốn nó xuất hiện theo cái thứ tự của trường nào, chúng ta chọn cái tên trường đó. Ví dụ, chúng ta muốn nó xuất hiện theo thứ tự giảm dần của trường ID bản nhạc. Chúng ta sẽ nhấn chọn vào cái tên của trường. Đây ha, xuất hiện cái biểu tượng dấu mũi tên đây. Mũi tên đi xuống như thế này, tức là thứ tự giảm dần ha. Mũi tên đi lên là thứ tự tăng dần. Chúng ta muốn lọc ra danh sách tên các cái bản nhạc của nhạc sĩ Văn Cao thôi. Chúng ta sẽ làm như sau, nháy chuột phải vào cái trường ID nhạc sĩ đây ha, chọn Quick Filter, sau đó chọn ID nhạc sĩ bằng ha. Chúng ta nhập cái ID nhạc sĩ của nhạc sĩ Văn Cao là số 2 nha. Rồi, ở đây chúng ta thấy là chương trình nó đã lọc ra danh sách các cái bản nhạc của riêng nhạc sĩ Văn Cao có ID số 2 đây thôi ha. Chúng ta sang nhiệm vụ thứ hai của bài thực hành, tìm hiểu một chức năng của phần mềm ứng dụng quản lý dữ liệu âm nhạc. Nhiệm vụ 1, chúng ta đã thực hành cái việc cập nhật dữ liệu cho cái cơ sở dữ liệu My Music sử dụng cái phần mềm HeySQL. Đó là cái phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu nha. Nhiệm vụ 2, chúng ta cũng sẽ thực hiện cập nhật cho cái cơ sở dữ liệu My Music, nhưng bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm khác, đó là cái phần mềm quản lý dữ liệu âm nhạc. Đây là một cái phần mềm ứng dụng, không phải phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu ha. Đây là cái phần mềm ứng dụng quản lý dữ liệu âm nhạc. Phần mềm này nó có nhiều cái giao diện nha. Cái giao diện này là dùng để quản lý danh sách các bản nhạc ha. Đây là danh sách các bản nhạc và các nhạc sĩ sáng tác. Chúng ta có thể thực hiện các cái thao tác cập nhật dữ liệu cũng như truy xuất dữ liệu trên cái giao diện này nha. Bây giờ chúng ta thử ha. Đầu tiên là thao tác nhập dữ liệu, tức là chúng ta sẽ nhập vào một cái bản nhạc mới cho danh sách các bản nhạc. Chúng ta sẽ gõ tên của bản nhạc vào cái ô tên bản nhạc ở đây. Chọn nhạc sĩ sáng tác. Sau đó nháy chọn vào nút lệnh nhập. Rồi, chúng ta thấy là cái bản nhạc mới có tên là Lá Xanh của nhạc sĩ Hoàng Việt đã được thêm vào danh sách các bản nhạc. Tiếp tục chúng ta thử thao tác tìm dữ liệu nha. Chúng ta gõ vào tên của cái bài hát mà chúng ta cần tìm. Nếu biết nhạc sĩ sáng tác, chúng ta có thể chọn nhạc sĩ ở đây ha. Còn nếu như chúng ta không biết nhạc sĩ sáng tác, chúng ta để trống, sau đó nhấn chọn vào nút lệnh tìm. Chương trình nó đã tìm ra được cái bản nhạc cho chúng ta đây ha. Tiếp tục chúng ta sẽ thử với cái thao tác chỉnh sửa nha. Chúng ta sẽ chỉnh sửa cái bản nhạc tình ca ha. Chúng ta nhấn chọn vào cái phím tròn, người ta gọi là phím radio đây ha. Cái thông tin về bản nhạc tình ca nó hiển thị ra ở đây. Chúng ta thay đổi chỉnh sửa ở đây nha. Giả sử ở đây chúng ta sẽ đổi cái nhạc sĩ sáng tác từ Hoàng Việt sang Văn Cao ha. Sau đó nháy chọn vào nút lệnh nhập. Rồi, chúng ta thấy cái bản nhạc tình ca đã được đổi sang cái nhạc sĩ sáng tác là Văn Cao đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử xóa một cái bản nhạc trong này nha. Chúng ta nháy chọn vào cái hộp đánh dấu đây ha, người ta gọi là checkbox. Sau đó nháy chọn vào nút lệnh xóa. Rồi, cái bản nhạc được đánh dấu là bản nhạc Lá Xanh đã được xóa ra khỏi cái danh sách bản nhạc ha. Như vậy là chúng ta vừa mới thử thực hiện một vài cái thao tác cập nhật dữ liệu cũng như là truy xuất dữ liệu trên cái phần mềm ứng dụng quản lý dữ liệu âm nhạc. Chúng ta thấy cái giao diện của cái phần mềm ứng dụng nó khá là đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng ha. Và đặc biệt là chúng ta có thể thực hiện các cái thay đổi chỉnh sửa dữ liệu nhưng mà không cần biết hay là không cần nhớ đến cấu trúc của bảng trong cơ sở dữ liệu. Đây là một cái ưu điểm rất lớn của cái phần mềm ứng dụng so với cái phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu HeySQL ha. Tiếp tục bài học, chúng ta sang phần luyện tập. Phần thực hành chúng ta đã thực hiện cập nhật và truy xuất dữ liệu cho cái bảng bản nhạc. Sang phần luyện tập chúng ta sẽ thực hiện cập nhật và truy xuất dữ liệu cho cái bảng bản thu âm nha. Trước hết chúng ta sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu vào cái bảng bản thu âm. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Thứ hai là truy xuất dữ liệu bản bản thu âm theo các tiêu chí khác nhau. Chúng ta sẽ thử truy xuất dữ liệu của cái bản bản thu âm dùng cái câu lệnh truy vấn SQL nha. Chúng ta sẽ vào cái thẻ truy vấn đây ha, và nhập cái câu truy vấn vào đây. Câu truy vấn của chúng ta là chọn tất cả các trường của cái bản bản thu âm, và điều kiện là cái ID bản nhạc là bằng 6, tức là cái bản nhạc tiếng về Hà Nội ha. Và chúng ta sẽ sắp xếp theo cái thứ tự là cái ID của ca sĩ ha. Rồi, đây là kết quả cái bản nhạc tiếng về Hà Nội do hai ca sĩ thực hiện. Ca sĩ có cái ID bằng 4 và bằng 5. 4 là Quốc Hương và 5 là Doãn Tần ha. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần vận dụng. Yêu cầu của phần vận dụng, hãy thực hành cập nhật và truy xuất bảng quận huyện trong cơ sở dữ liệu quản lý danh sách tên các quận huyện, tỉnh, thành phố. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài thực hành số 22. Chúng ta kết thúc bài học tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.